Kính thưa quý vị khán giả, chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của xương khớp. Thế nên ăn loại thực phẩm nào để tốt cho sức khỏe của xương khớp cũng như là phòng tránh lão hóa? Đó là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình 5 phút sống khỏe. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để chúng ta được tư vấn rõ hơn quý vị nhé. Dạ, xin chào bác sĩ. Xin chào MC Thu Thảo, xin chào quý khán giả của chương trình 5 phút sống khỏe. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì có những loại thực phẩm nào sẽ tốt cho sức khỏe của những người mắc bệnh về xương khớp ạ? Về đối với các cái thực phẩm hay là một cái chế độ dinh dưỡng đối với những cái bệnh nhân về thoái hóa khớp thì cái vấn đề ưu tiên đầu tiên là phải quan tâm tới cái vấn đề kiểm soát về cân nặng, bởi vì chỉ cần giảm 10% cái cân nặng thôi chúng ta đã làm giảm được các cơn đau do những cái đợt thoái hóa khớp nó gây nên. Do đó mà đối với những cái trường hợp bị thoái hóa khớp thì phải xây dựng một cái chế độ ăn, thứ nhất vừa tốt cho cái xương khớp, thứ hai lại vừa có thể là duy trì được cái cân nặng ở mức độ hợp lý. Thì trong cái chế độ dinh dưỡng đó thì kèm theo đó phải quan tâm tới các cái vấn đề để giảm các cái yếu tố gây viêm, để làm giảm các cái tình trạng gây nên những cái thoái hóa khớp. Thì các cái yếu tố gây viêm thì chúng ta sẽ sử dụng trong cái khẩu phần ăn, có thể sử dụng như là các cái dòng omega 3 thì lấy được từ các cái loại cá, đặc biệt là các cái dòng cá biển sâu như cá hồi này, cá trích này, các cái loại hạt như hạt chia, hạt lanh hay hạt óc chó. Thực phẩm mà giàu các cái chống oxy hóa như là các cái thực phẩm mà giàu vitamin A, giàu vitamin D, E rất là dễ dàng tìm thấy được trong các cái rau củ quả hay là các cái loại trái cây. Và một cái yếu tố nữa trong cái chế độ dinh dưỡng cần sẽ phải quan tâm đó là vấn đề về tăng cường các cái chất dịch nhờn trong các cái khớp để tránh cái tình trạng mà nó sẽ là đau khi cử động. Thì có thể là bổ sung thêm các cái loại thực phẩm mà nó có nhiều yếu tố giống như là nhớt đó, thì có thể là bôi trơn được các cái dịch khớp như là rau đay, rau mồng tơi cũng rất là tốt. Thì canxi là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thì các cái thực phẩm mà giàu canxi đến là từ sữa và các cái chế phẩm từ sữa, từ các nguồn của hải sản cũng rất là giàu các cái canxi. Dạ thưa bác sĩ, có loại thực phẩm nào mà những người mắc bệnh về xương khớp nên tránh hay không ạ? Đó là các cái thực phẩm mà nó sẽ gây nên cái đầm viêm ở trong các cái cơ thể. Thứ nhất đó là các cái thực phẩm mà nó chứa các cái nhiều đường này, chứa nhiều dầu này. Ta sẽ thấy thứ nhất là các loại bánh kẹo ngọt hay là các loại nước ép trái cây. Còn đâu các loại dòng mà giàu nhiều dầu mỡ thì đặc biệt đó là các cái dòng về trans fat chúng ta sẽ phải hạn chế tối đa. Thì trans fat sẽ đến từ đâu? Chúng ta sẽ thấy được từ các loại dầu chiên đi chiên lại hay các cái dòng bơ thực vật này chúng ta hay sử dụng. Dạ thưa bác sĩ, là khán giả của chương trình cũng gửi về thắc mắc với nội dung như sau. Đó là tôi nghe nhiều người cho rằng bổ sung nhiều canxi sẽ tốt cho bệnh xương khớp, nhưng mà bổ sung như thế nào là đúng thì tôi chưa có rõ, nên nhờ bác sĩ sẽ giải đáp ạ. Và canxi đúng là một trong những cái thực phẩm mà nó sẽ là những cái yếu tố để góp phần cho cái cấu trúc xương được khỏe hơn. Thì canxi chúng ta sẽ bổ sung đủ, thứ nhất đó là về cái liều lượng. Thì đối với những cái người lớn tuổi từ 19 tuổi cho tới 50 tuổi thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1000mg cái canxi nguyên tố. Do đó mà khi sử dụng các cái viên bổ sung thì chúng ta sẽ phải coi cái hàm lượng canxi nguyên tố ha. Cái thứ hai nữa là các cái viên chất đi kèm khi chúng ta bổ sung canxi, đó là các cái vitamin D hay là các yếu tố về magie này, các yếu tố về K2, thì đó là những cái vi chất đi kèm để mà thúc đẩy cái quá trình hấp thu canxi vào trong xương. Chúng ta không bổ sung đơn thuần chỉ là canxi. Và kèm theo đó nữa đó là các cái chất lượng về canxi, thì có là các cái canxi về vô cơ hay các cái canxi về hữu cơ, phụ thuộc vào cái tình trạng của mỗi cái cá nhân, phù hợp với các loại canxi nào thì phải ưu tiên bổ sung các cái dòng canxi đó. Và kèm theo đó nữa đó là một cái yếu tố rất là nhỏ, khi mà uống các cái viên canxi ta không thể uống được cùng với các loại sữa hay là các cái thực phẩm mà nó có một cái hóa trị hai thì nó sẽ làm ức chế cái khả năng hấp thu canxi. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 5 phút sống khỏe cũng đã hết. Hy vọng là quý vị đã có cho mình những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai cũng trên kênh VTV9.